xin kính chào các bạn. Video clip ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chủ đề nói về hệ thống sạc trên xe Honda. Đây là cục sạc mà từ trên cái xe này tháo ra, nhưng mà không phải mình tháo nha, là thợ ở chỗ khác người ta tháo cái cục sạc này ra. Lý do là cái xe này người ta gắn cái bóng đèn LED và người ta lên sạc AT, thì sau đó khi mà đi á, là cái đường điện nó bị bốc khói, người ta mới cắt cái đường dây. Người ta cắt đường dây, người ta lấy cái cục sạc này ra, nó cháy hết cái dây này rồi, nó bị cháy cái dây này, cái đoạn này rồi, thì người ta cắt bỏ, người ta tháo ra. Và cái dấu cũ mà cái sạc này gắn á, là nó nằm ở bên này, thì hiện giờ là nó vẫn có cái mùi khét điện nè, nó chảy cái nhựa ra đây nè các bạn, đây nè, cái nhựa nó chảy ngay cái đoạn này nè, các bạn thấy nó bóng lên luôn á, là cái chỗ này nó bị cháy nè. Để mình quay cho nó sáng nè, nghiêng nè. Nếu mà cái này có mùi là các bạn sẽ thấy là nó có mùi khét luôn á, bây giờ nó vẫn còn mùi khét luôn á, đây nè. Đó, cục sạc cũ nó được cột đây nè, các bạn thấy không? Ở cái đoạn này nó có một cái dấu bóng luôn á, là nó do nó nóng á, nhiệt độ nóng á, nó cháy cái đoạn này nè, nó cháy cái đoạn này ha. Thì cục sạc này cũ là đặt ở vị trí này nè, nó nhét vào vị trí này nè, đó anh em, nó nằm trong này nè, đó. Thì cái cục sạc này được nối thẳng vô đây, mà do là nó bị cháy rồi, người ta lột nó ra rồi ha. Người ta gắn lại cái cục sạc zin đây. Đây là cục sạc zin, cục sạc zin được gắn lại. Cục sạc zin thì xưa giờ trong xe là nó không tháo ra, nhưng mà chỉ có nó tháo cái giắc này ra thôi. Và đây là cái giắc sạc mà người ta đã tách mát ra nè, người ta tách ra để người ta đấu nè, người ta có dấu bằng keo đó. Thì hiện tại người ta đã gắn lại. Và xe này á, sau khi gắn lại xong, chạy một ngày sau bị chết máy, để bộ về, hết bình ắc quy, mình đo được là hết điện bình ắc quy. Thì bây giờ á, nếu như bình thường anh em mình làm nghề, chỉ việc tháo cái bình ắc quy này ra, kiểm tra sạc xong gắn vô lại, xe vẫn nổ máy ha. Thì xe này đang ở hiện tượng hết bình, mình sẽ đề cho các bạn coi luôn. Đề đây, xe có điện ha, xe có điện rồi, đề không nổ máy được, đề vẫn nổ máy được nhưng mà nó hơi yếu. Đề tắt khóa làm lại đó, mở ngoài rồi đó, đề nó hơi yếu tại vì cái bình này nó đã vừa mới có điện á, chứ hồi nãy là đề cũng không có, mình mới nổ máy, mình test, mình kiểm tra đó, mình thấy cái ban này, cho nên mình quay lại cho anh em coi ha. Thì bây giờ mình sẽ đúc đồng hồ VOM vô, mình đo volt như bình thường cho các bạn coi, và mình sẽ nói cho các bạn coi là cái sự quan trọng của cách sử dụng đồng hồ. Đây. Rồi, đồng hồ VOM mình đang đo được là 12V17. Tắt máy đi ạ. Các bạn nhớ là đo ở bình ắc quy là đo điện một chiều, còn nếu đo ở vô lăng là điện xoay chiều. Hiện tại mình tắt chìa khóa là nó lên 12V27 ha, mở khóa lại. Rồi, nó đang bị tụt điện xuống, lý do là có sáng hệ thống đèn đồng hồ, tại vì trên Exciter 135 là nó sử dụng cái đèn đồng hồ ha. Là mình bật khóa lên là nó tiêu thụ điện. Rồi bây giờ mình sẽ đề. Đó, khi đề điện nó tụt xuống, nó tụt xuống và sau đó nó đi lên lại, lên ga. Nếu như chúng ta sạc bình ắc quy, chúng ta cắm, chúng ta đo, chúng ta lên ga mà điện này nó lên không quá 15V, không bị phù bình, khoảng 13V mấy, thì chúng ta kết luận là nó có sạc, đúng không các bạn? Nhưng ở trường hợp này, nếu như chúng ta chủ quan, chúng ta làm theo cách đo volt này, chắc chắn là các bạn sẽ bị cái xe này quay lại kiếm. Đảm bảo 100% luôn, và bây giờ mình sẽ chứng minh điều đó nè. Nếu như ở Exciter nó xài điện bình, thì khi mà xe có sạc, chúng ta tháo cực bình ắc quy ra, xe vẫn nổ máy bình thường nha các bạn. Tháo đi. Và xe này khi tháo bình ắc quy này ra nè, có thể nổ máy và có thể tắt máy. Mình sẽ cho các bạn coi. Đó, nó bị tắt đúng không? Bây giờ mình đạp thử coi, mình bỏ ra mình đạp thử coi. Đạp thử đi. Đó. Rồi, đè cái giắc này à. Rồi, bây giờ mình giữ ga lớn nè, mình tháo một mình. Vẫn nổ rồi các bạn. Vẫn nổ bình thường ha, giữ ga lớn vẫn nổ bình thường. Nhưng hạ ga nhỏ nó sẽ tắt máy. Nó sẽ tắt máy, không có guarantee. Đúng chưa? Nếu như thông thường anh em mình á, nếu đúng cục sạc này gắn vào đúng, thì chúng ta tháo cục bình, cỡ nào tháo nó vẫn nổ guarantee và đạp vẫn nổ máy. Bây giờ đạp không nổ máy được, và khi nổ máy để ga lớn xe vẫn nổ, nhưng tháo cục bình ra xe vẫn nổ khi chúng ta giữ ga lớn, có nghĩa là cái nguồn sạc nó được mạnh một xíu, thì chúng ta giữ ga nó vẫn sạc, chúng ta giữ ga nó vẫn sạc, nó vẫn nổ. Nhưng khi chúng ta hạ về guarantee, nó mất nguồn sạc, mất nguồn sạc thì nó không nổ. Và để làm được việc này, chúng ta phải đo ampe bình. Cái cuốn tài liệu tập 3 tổng hợp điện xe máy này nè, luôn cả phần FI á, là mình có một cái bài
anh em mình sẽ phải để ý nha, phải để ý khi mà có cái tài liệu này trong tay á, anh em mình để ý dùm là ngay chỗ mà cái bài hệ thống sạc á, những cái bài đầu tiên á, đây mình lật cho bơm xăng đây, hệ thống nguồn sạc hai dây lên có mát, hai dây lên có mát là ở xe Rimway, hai dây lên có mát là ở xe Rimway và xe Exciter. Mình có ghi rõ trong này nè, nguồn sạc này có rất nhiều trên các xe Rimway, nó là nguồn sạc thông dụng Exciter ha, có đầy đủ ha. Thì đây là chỉ cái cách đo trong này và các thông số đo. Thì trong này á mình có ghi rõ về cái vấn đề đo sạc liên quan tới đo volt và đo ampere ha, đo volt và đo ampere đây nè, đo volt nè, hướng dẫn cách đo volt nè, và trong cái hướng dẫn trong sạc này mình cũng có chỉ đo ampere. Nhưng mà thông thường á anh em mình lại quên cái cách đo ampere, mà anh em mình chỉ đi đo volt thôi, bỏ qua cái bước đo ampere. Thì như vậy á, đó là một cái sơ hở, một cái lỗi lớn nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo ampere cho các bạn coi. Hai que đo. Mình sẽ phải chỉnh cái đồng hồ này về thang đo ampere một chiều và chuyển cái giắc này. Và khi chuyển cái giắc này qua thì cái này là một đoạn dây thông mạch. Các bạn không được để hai que đo này chạm đầu vô nhau nha. Chạm đầu vô nhau là đứt cầu chì bên trong đồng hồ. Rồi, đồng hồ đang ở thang đo 20 ampere điện một chiều, ampere một chiều nè, ampere xoay chiều nè, ampere một chiều ha, 20 ampere. Rồi mình tháo cọc bình ắc quy, thì cái này mình không sử dụng đề nha các bạn, tại vì ampere đề rất là lớn thì nó sẽ làm đứt cọc bình, đứt cọc cầu chì liền. Thì bây giờ mình đã nói thông mạch rồi nè, mình cho các bạn coi nè, thông mạch thì ở trên hệ thống đồng hồ nó sẽ có điện đó, đồng hồ nó có điện. Rồi rút cái dắt cái đo ra, rút đo ra thì nó mất điện nè các bạn thấy không, thì nó là một đoạn dây nối đó. Rồi nối lại, rồi khi nối như vậy thì đồng hồ táp lô có điện ha, thì bấm đề vẫn nổ, nhưng mà bị mình bấm đề là đứt cái cầu chì bên trong cái đồng hồ liền, cho nên mình không bấm đề. Thì các bạn quan sát nè, bây giờ ở đây nè là nó đang âm 0,42 ampere. Bây giờ mình tắt chìa khóa đi, nó về không, có nghĩa là cục sạc này không bị thủng diode, không có dòng rò, nó vẫn bình thường ha. Cái nguồn điện xe này không bị chạm gì hết, nó đang là 0,0. Bật chìa khóa lên, có thiết bị điện chạy, nó đang âm 54 đúng không. Rồi bây giờ mình đạp máy nè, xe nổ máy, thì đúng ra khi mà nổ máy như vậy guarantee thì cái ampere nó phải vượt qua khỏi số 0 và nó lên thành dương, nhưng ở đây nè mình để nó vẫn âm và mình phải lên ga lớn lắm đó, lên ga lớn lắm nó mới được 1 ampere. Thì như vậy cái nguồn sạc này kết luận nó đang có vấn đề, cái hệ thống sạc này đang có vấn đề. Thì như vậy chúng ta phải kiểm tra đúng thao tác từ đầu, và mình sẽ phân tích, mình nói về nguyên nhân hư trên cái sạc này. Tiếp tục cái video lần trước mình nói những cái Attila là sạc zin sạc lô, ok tắt máy được rồi, sạc zin sạc lô, thì mình phải phân tích cái nguồn sạc này cho anh em biết, và sau đó mình mới tiến hành mình nói về cục sạc ha. Ý ở đây đây là dưới mầm lửa lên, nó đưa lên 3 dây, một dây đen, thì ở xe Yamaha dây mát là màu đen, khác với xe Honda là màu xanh lá cây, nhưng nó vẫn giữ cái dây vàng và dây trắng, chính là hai cái dây nguồn lên. Thì dây vàng sẽ cho chúng ta biết đây là dây giữa cuộn và dây trắng là dây cuối cuộn. Có nghĩa là sao? Đây là một cái cuộn dây. Đây là một cái cuộn dây ha. Một lát mình sẽ giải thích anh em trên cái sơ đồ. Đây là cái cuộn dây. Dây vàng chính là cái dây nằm ở cuối, nằm ở giữa cái cuộn điện. Và dây trắng là cuối cuộn điện. Dây trắng có nhiệm vụ là sạc và dây vàng là đèn. Rồi, tại sao vậy thì một lát mình sẽ giải thích cho anh em trên sơ đồ lý thuyết. Thì nếu như chúng ta đo á, thì cái nguồn sạc này nó đã dẫn cái dây mát. Dây mát là cái dây màu đen này nè, đi lên trên này. Có nghĩa là cái dây mát của nó không câu trực tiếp vào lốc máy. Nhưng ở cái dây màu đen bên cái giắc bên này nè, chắc chắn với các bạn mình đo sẽ thông với mát sườn ha. Thì như vậy cái dây màu đen này đưa lên đây và vào hệ thống dây điện sườn, nó sẽ được thông với mát sườn bằng qua những cái vị trí tiếp xúc mát. Còn dây màu trắng và dây màu vàng nó sẽ được đưa về cái chân cục sạc ở đây. Đây, dây màu trắng và dây màu vàng. Và đồng thời cái dây màu vàng này nó sẽ có ngã ba đèn, ngã ba để đưa lên cái công tắc đèn ở trên cùm công tắc. Dây vàng đi về cục sạc làm nhiệm vụ là trong cục sạc nó có một cái cục diode, một cái cục tụ. Nó sẽ làm nhiệm vụ là giữ cái nguồn điện, gọi là tiết chế nguồn điện ha. Trong sạc nó có hai vấn đề là chỉnh lưu và tiết chế. Chỉnh lưu chính là nó sẽ biến dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều để nạp cho ắc quy. Tiết chế có nghĩa là một cái loại ổn áp và nó không cho cái điện vượt qua ngưỡng 15V để gây đứt bóng đèn xe trên thiết bị điện của xe. Đó, thì cái dây vàng này sẽ được cục sạc làm nhiệm vụ là tiết chế không cho điện quá 15V đưa lên công tắc đèn. Đó, nếu như cái dây vàng này không cắm vào cục sạc chắc chắn sẽ có hiện tượng đứt bóng đèn. Thì như vậy bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đo thông mạch.
chúng ta đo thông mạch dắt dây là chúng ta sẽ đo cái dây vàng này coi nó có bị thông mạch sườn không, dây trắng có thông mạch sườn không và dây đen có thông mạch sườn hay không. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đo thông mạch giữa các dây này với nhau là dây đen này nó phải thông mạch với dây vàng và dây trắng, và dây vàng với dây trắng nó cũng phải thông với nhau, tại vì nó là đen là đầu cuộn nè, vàng là cuối cuộn, vàng là giữa cuộn và trắng là cuối cuộn, có nghĩa là nằm trên một cuộn dây thì nó phải thông với nhau. Chúng ta phải đo đảm bảo yếu tố đó. Và sau đó chúng ta sẽ đo điện áp xoay chiều từ vô lăng phát ra khi xe này nổ máy, thì ở trên dây trắng á, là nó sẽ cho ra là 8 tới 25V. Trên dây vàng cũng như vậy. Nhưng lưu ý điện áp sinh ra ở trên dây trắng sẽ lớn hơn dây vàng. Lý do dây trắng nó có nhiều số vòng dây hơn, do nó là dây cuối cuộn thì nó sẽ cho ra điện áp lớn hơn. Và chúng ta có thể dùng đèn thử, thì chúng ta thử ở dây vàng và dây đen này, nó sẽ ra cho ra tín hiệu đèn sáng yếu. Và khi chúng ta thử dây trắng với dây đen thì sẽ ra tín hiệu điện sáng mạnh. Mình sẽ tiến hành mình đo. Trước tiên là mình sẽ bước đo thông mạch ha, tháo dắt này ra. Khoan nói về chuyện điện đớm trên cục sạc đi. Nguyên tắc của mình làm sạc là sẽ kiểm tra từ đầu tới cuối ha, phải nguyên tắc tôn trọng là kiểm tra từ nguồn. Nó giống như cái dòng chảy điện, nó cũng như dòng nước vậy đó. Thì muốn kiểm tra bất cứ lỗi hệ thống nào thì chúng ta phải xác định từ đầu nguồn trước đã. Rồi, bây giờ ở đây là dây đen đúng không? Ở đây là có cắt chế rồi nè, các bạn thấy không? Đó, người ta tháo ra mà người ta không tháo hết nè, mình vẫn để nguyên rồi. Rồi, bây giờ anh đo đi. Đen với vàng. Rồi, giờ trước tiên đen với lại sườn đi, cho nó thông mạch đi. Rồi, không thông đúng không? Rồi, bây giờ đo lại cái dắt bên này coi. Dây đen cái dắt bên này với lại sườn ra thông mạch không? Chọn dắt đen đi. Thử cho nó thông mạch ở đây đó, thông nè. Rồi, đen với sườn là có thông mạch ha nè. Rồi, ok, vậy là cái dắt này là dắt bó dây điện sườn, nó đã thông mạch rồi. Rồi, ok, đen ở đây nó không thông mạch với, có nghĩa là không thông mạch với sườn, có nghĩa là cái mâm này không có cái dây của cái dây đen bắt vào trong lốc máy. Rồi, bây giờ đo cái dây vàng với lại mắt sườn coi nó có bị chạm không, cùng dây có bị chạm không. Rồi, không thông ha, đồng hồ không thông. Rồi, tiếp tục dây trắng. Rồi, ok, bây giờ đo cái dây đen với dây vàng để xác định là nó cùng một cuộn dây, nó có thông. Rồi, ok, đo dây đen với lại dây trắng. Rồi, đo dây vàng với dây trắng. Rồi, chứng tỏ là cuộn dây này có đầy đủ đầu, giữa và cuối nha anh em. Thì bây giờ mình đã đo thông mạch xong, bây giờ mình sẽ chuyển qua mình đo điện áp. Thì với cái trường hợp đo điện áp này, như trong tài liệu mình đã hướng dẫn anh em rồi, là 200V xoay chiều đo mâm lửa. Rồi, ok, bây giờ chúng ta gắn cọc bình vô đi, gắn cọc bình vô. Khi gắn cọc bình thì bây giờ mình sẽ đề cho nổ máy xe. Rồi, rồi khi xe nổ máy mình sẽ đo điện áp từ mâm cấp lên. Đo dây đen với dây vàng. Dây đen với dây vàng. Cho ra điện áp dây đen với dây vàng là ra 13.4. Rồi, ok. Anh đo qua cái dây đèn với dây trắng. Có đèn, có nhìn thật. Đo dây đen với dây trắng. Rồi, dây đen với dây trắng là ra 18.9, các bạn thấy không? Dây đen với dây trắng có nghĩa là dây cuối cuộn với đầu cuộn, nó sẽ ra điện áp là khoảng 19V. Rồi, đo lại dây vàng đi. Dây vàng nó sẽ ra điện áp là 13-14V. Đó, các bạn thấy không? Vậy có nghĩa là dây trắng là cuối cùng các bạn ha. Vậy là điện áp tốt. Bây giờ mình sẽ thử qua bóng đèn cho các bạn coi độ sáng này. Bóng đèn nha, đây mình có chế bóng đèn ha. Rồi, ok, một cái đầu kia kẹp vô mắt. Rồi, thử vàng trước. Đó, các bạn quan sát độ sáng nha. Rồi, chuyển qua trắng, các bạn thấy không? Qua dây trắng thì nó sẽ sáng hơn. Rồi, quay lại dây vàng, các bạn thấy không? Dây vàng nó mờ hơn. Rồi, vậy thì xác định là nguồn sạc này tốt các bạn. Nguồn sạc này đủ tiêu chuẩn ha, từ 8 tới 25V, chứ hồi nãy mình có nói lộn đó. Cái dòng điện cuồng cầu ba pha nó mới mạnh hơn. Cái này thì nguồn sạc thường thôi, nó từ 8 tới 25V thôi nha. Rồi, thì 8 tới 25V này là guarantee thôi nha các bạn. Thì lúc mà mình đo cái này nè, thật ra vậy nè, lúc hồi nãy mình khám cái xe này, mình đo cái này, mình mới phát hiện ra một điều là nguyên nhân tại sao nguồn sạc này có nè, người ta tháo ra xong người ta gắn cục sạc zin vào mà nó vẫn không có điện, là lý do vậy nè. Cũ á, khi mà đấu cái xe AT á, thì người ta lấy cái dây màu trắng là dây cuối cuộn
và dây màu đen và dây đầu cụm thành hai cầu, đúng không? Thành hai cầu. Và người ta bỏ đi cái dây giữa cụm này, người ta nối qua hai cầu đưa vào một sạc AT, đưa vào một sạc AT. Và khi mà người ta trả lại đó, người ta ghim lại á, để người ta gắn vào đây á, vô tình người ta gắn bị lộn. Các bạn nhìn nè, cầm đây đó. Các bạn thấy cái dắt này không? Cái dây đen á, cái dây đen á nó chính là nằm ở giữa, mà cuối cùng cái dây đen này nó đang nằm ở vị trí là đúng ra là nằm bên kia, nó là dây trắng hoặc dây vàng. Thì bây giờ mình muốn biết cái dây nào, do cái màu dây này nè nó bị chập nó cháy rồi, mình không có xác định được thằng nào trắng thằng nào vàng, nhưng mà theo mình nghĩ là thằng lợt hơn thì sẽ là trắng, và thằng đậm hơn thì sẽ là vàng. Thì mình sẽ đo thông mạch từ cái dây trắng này về cái dắt kim sạc, dắt kim sạc ở đây, đúng không? Bây giờ mình sẽ cắm này, ngồi đi, đồng hồ để đó, mấy các bạn nghe tiếng beep là được ha. Bây giờ mình cắm cái dây trắng này rồi anh xác định đi chân nào là chân trắng. Rồi ok, chân đó là chân trắng đó, nhớ vậy đó. Rồi qua chân vàng, rồi chân đó là chân vàng đó, chân nào trắng. Rồi chân trắng là cái chân lợt nè, chân vàng là chân nâu nè ha, chân đậm đậm nè. Rồi nhìn cái vết cháy là mình biết rồi, nhìn màu là biết rồi. Rồi anh nhìn đây đi, ok nhìn nhẹ. Rồi vậy thì theo cái vị trí này nè là người ta đã bị lộn giữa cái dây, người ta cắm vô lộn giữa cái dây vàng và dây đen. Các bạn thấy không, dây vàng ở giữa nè, dây đen ở bìa dưới nè đó, thì hai cái này bị đổi vị trí cho nhau, cho nên khi cắm vào á thì cái dây trắng á nó vẫn đi vào trong cái dây trắng bình thường là vào trong sạc, nhưng cái dây vàng nó bị chạm qua dây mát sườn là dây màu đen, nó đã mất đi nguồn điện ở giữa cuộn, nó làm cho cái nguồn điện này bị yếu đi. Và cái dây đen á thì lại cắm vào dây vàng đưa lên công tắc đèn, cho nên á ở trường hợp này khi chúng ta cắm vào á, đây các bạn, mình cho các bạn thấy nè, khi cắm vào nè, cắm sát vô, cắm sao mở công tắc đèn, đèn vẫn sáng. Các bạn biết lý do tại sao không? Tại vì á cái dây vàng này nè, cái dây vàng này nè là cái dây điện giữa cuộn, nó cắp vào dây mát sườn. Và cái dây đen á là mát á, nó lại đưa vào dây vàng lên trong công tắc đèn. Thì thiệt ra đây là nguồn điện xoay chiều. Bây giờ khi mà nó đưa vào trong mát sườn thì đúng là nó sẽ làm nóng cái dây vàng này lên và nó chạm điện, nó sẽ làm cho hư cuộn điện. Nhưng mới gắn có vài tiếng đồng hồ thôi, người ta chạy vài tiếng đồng hồ lên, không tới nỗi là hư cuộn điện. Mà cái tín hiệu điện dương á, nó đưa vô trong cái mát sườn, và tín hiệu mát sườn trở thành tín hiệu điện dương trở thành mát sườn, và tín hiệu mát sườn á là trở thành điện dương, có nghĩa là nó bị chéo giữa cái pha mát và lửa. Thì cái bóng đèn sợi tóc trên đèn trước á, tại vì cái xe này khi người ta bị cháy đường dây là người ta đã thay là bóng đèn sợi tóc, thì khi gắn bóng đèn sợi tóc nó vẫn sáng. Lý do là bóng đèn sợi tóc là chúng ta xài điện hai chiều, chúng ta có đảo chiều thì nó vẫn sáng bình thường đó. Đó là cái nguyên nhân tại sao khi gắn vào đo sạc nó vẫn lên, nẹt ga nó vẫn lên, mà thử bóng đèn vẫn có, người ta tự tin cái chuyện đó rồi người ta cắm vào đó ha. Cái lỗi này là do vô ý thôi mà nó có, cho nên là mình sẽ giải thích các bạn trên cái sơ đồ lý thuyết để các bạn hiểu rõ hơn cái trường hợp này. Như các bạn đã thấy trên màn hình đó, đây là cái sơ đồ lý thuyết mà mình vẽ từ cuốn tài liệu tập 3 điện tổng hợp về cái nguồn sạc mà hai dây lên có tiếp mát ha. Cái cuốn này nè, anh em dỡ ra nguồn sạc hai dây lên tiếp mát ở những trang đầu á, là mình có vẽ cái này, nguồn sạc hai dây lên có, cái này là không tiếp mát ha, cái này là có tiếp mát nè, có tiếp mát nè, đó là cái nguồn sạc này ha, hai dây lên có mát. Thì mình vẽ lại cái này, có luôn sơ đồ đèn để anh em mình hiểu. Thì như vậy, trong cái nguồn sạc này nè, nó có khác biệt ở xe quay rim á. Xe quay rim là cái dây mát á, là nó sẽ bắt trực tiếp vô mâm. Còn với cái nguồn sạc này nè, cái xe exciter á, thì cái dây BNL chính là dây màu đen, black á, viết tắt chữ black, nó ở giữa. Y là màu trắng, là nó ở bìa bên phải. Và yellow là màu vàng đó, nằm đây nè, yellow đó, là nó nằm ở bìa bên trái. Thì ở cái trường hợp mà mình bị á, trên cái xe này nè, là cái dây black và yellow, hai dây này nó bị đảo với nhau. Có nghĩa là cái bản thân cái black là mát, nó sẽ đảo qua yellow, và cái yellow là lửa, nó sẽ đảo qua dây mát. Thì như vậy á, các bạn sẽ tự hỏi là nếu như vậy cái dây màu vàng nó bị đảo qua dây mát, nó làm lộn với điện cực. Thì như vậy chính là vì lý do đó, nó vào dây mát thì nó sẽ vào cái chung với là cực âm bình ắc quy này nè, nó xả cái điện cực trong bình ắc quy, nó làm cho cái xe còn bị mau hết bình hơn nữa nha các bạn. Và đồng thời á, tại sao, lý giải tại sao mà cái bóng đèn ở đây nè nó vẫn sáng, là lý do bóng đèn này nó sử dụng là đèn sợi tóc chứ không phải là cái đèn led. Cho nên nếu như chúng ta đảo cực của hai cái dây bóng đèn này, âm và dương, thì nó vẫn sáng như bình thường nha các bạn. Đó là đèn sợi tóc đó. Thì trường hợp này chúng ta đang bị đảo cái dây yellow và dây black, hai dây này đảo cho nhau, thì cái điện mà của dây sạc vẫn vào trong cục sạc để nạp cho ắc quy. Nhưng lý do là
cái dây vàng này nó đang bị chạm mát, nó bị giảm điện, thì ảnh hưởng chung cái cuồng điện này nó phải bị tụt điện áp xuống, tụt điện áp xuống ha. Thì khi nó bị tụt điện áp như vậy, nó không đủ điện để nạp cho cái cục sạc này, cấp cho cái dây red là dây đỏ đến ắc quy. Người ta vô tình, người ta kiểm tra, người ta đo hai cái cực ắc quy, điện áp nó vẫn tăng lên khi người ta lên ga, người ta nghĩ nó có sạc, và người ta cắm bóng đèn thì người ta lên ga nó vẫn sáng bóng đèn, là người ta nghĩ ok. Nhưng mà ở trường hợp này người ta không nắm về điện cơ bản, người ta không biết cái nào là điện xoay chiều, cái nào là điện một chiều, cho nên người ta bị nhầm lẫn giữa cái dây white với black này, người ta cắm không đúng vị trí, người ta thấy đèn sáng và điện có sạc, người ta kết luận nó sạc, nhưng thật ra không có sạc. Nên nói không có thì cũng đúng, nó vẫn có, nhưng mà khi chúng ta lên ga thiệt là lớn á, cái điện nó sinh ra lớn thiệt lớn á, nó mới đủ nạp cho cục sạc. Còn ở guarantee nó bị cái dây vàng này nè, cái dây vàng trên này nè, nó chạm với mát, nó chạm thông mát rồi, nó xả điện của cuồng điện, nó làm cho cái cuồng điện này nếu mà chúng ta chạy nữa nó sẽ nóng từ từ nó tụt cái lớp vẹt ni đồng và nó cháy cái mâm điện này luôn, là bỏ luôn mâm điện này luôn ha. Thì các bạn lưu ý cái điều đó, thì mình vẽ cái sơ đồ này là mong các bạn dễ hình dung hơn thôi. Nhẹ này thì cái việc đơn giản thôi là chúng ta sẽ chuyển cái dây vàng với dây đen về đúng vị trí đó. Nhưng mà nếu mà các bạn nào không nắm vững kiến thức lý thuyết, không hiểu rõ về nguồn sạc ha, không biết cách đo và không chịu khó kiểm tra, không chịu khó suy xét kỹ, thì chắc chắn là với cái ban này là anh em mình sẽ bị giật te tua bung nóc luôn, mà không biết đường nào mà mò luôn á, nghe anh em. Cho nên là bây giờ mình sẽ chuyển cái giắc này lại và mình đo cho các bạn thấy là cái giá trị điện nó như thế nào. Theo cái vị trí á, nãy mình là cái dây vàng nằm giữa đúng không, nhưng mà bên cái giắc bên kia là cái dây vàng nó nằm bìa nè, thấy không, dây vàng nằm bìa, dây đen nằm giữa. Ok, bây giờ mình đảo vàng đen ha, mình đưa đen vô giữa, đưa đen vô giữa. Rồi, đen vô giữa đi, ok. Đúng rồi, đúng, đo, coi đúng chiều á. Rồi, ok, rồi, tới vàng. Tới vàng đi. Rồi, ok, ngay cái cốc là được rồi. Rồi, đây. Thì cái vị trí nè, mình cho các bạn coi nè, dây vàng ra bìa, dây đen vô giữa, rồi cắm cái giắc này vô đi, thì sẽ thấy cái sự đối xứng của nó. Rồi, đây, cắm chặt luôn, cắm chặt luôn, không cần gá, cắm cứng vô luôn. Rồi, đây, bây giờ mình đã có dây vàng ha, nằm bìa nè, dây vàng với nằm bìa nè, hồi nãy mình nói cái màu đó, màu đậm hơn đó, dây đen nằm giữa và dây trắng nằm trên cùng, ok ha. Bây giờ mình sẽ đo nè, mình sẽ đo cho các bạn coi nè, cái điện áp sạc, trước tiên là điện áp sạc, sau đó mình mở cọc bình ra. Ok. Chúng ta sẽ dùng đồng hồ VOM ha. Chúng ta đo điện áp sạc lại lần nữa để chúng ta quan sát nè. Nó lên rất là đều và có sự thay đổi. 20 một chiều. Rồi, cắm đi, cắm trước khi nổ máy. Rồi. Rồi, khoan. 12.37, rồi anh đề đi. Đó, khi mà mở khóa thì điện áp nó tụt xuống nhẹ, và khi chúng ta đề nổ nó bắt đầu chạy lên và nó lên đều và mạnh hơn cũ, lên ga không được quá 15, lên thoải mái. Đó, chúng ta càng lên thì nó lại càng bị giật điện về, có nghĩa là nó có chức năng ổn áp và không gây cho mình bị đứt cầu chì nha các bạn. Không gây cho đứt cầu chì và bị đứt bóng đèn nữa, đứt thiết bị điện nữa. Rồi lên ga nhẹ nhẹ. Bây giờ lên là nó sẽ qua 13 đó, mình bắt đầu mạnh lên rồi đó. Lên đi. Rồi. Đó, 13 rồi. Ok. Rồi đây là cách đo điện áp ha. Nhưng mà các bạn đừng quên, với cái trường hợp mà bình ắc quy chúng ta cần phải thử đo luôn ampere. Bây giờ trước tiên tháo cục bình ra coi tắt máy không? Để nguyên cho nổ máy. Tháo cục bình. Ok, đó, tháo cục bình máy nẹt vậy là chứng tỏ là xe này có sạc nha các bạn, chứ không phải bị chạm điện đâu nha, xe này có sạc. Ok, tháo luôn đi, tháo. Rồi, ok, không công tắc nè, xe vẫn nổ nè, garanti tốt nè. Rồi, bây giờ đo ampere vô, đo ampere lên, coi nó lên dương không. Chuyển cái cọc đo. Đúng rồi, không cho hai cái que đo nó chạm. Rồi, chuyển qua 20A. 20A một chiều, rồi, ok. Rồi, các bạn quan sát đồng hồ nè, bây giờ xe đang nổ máy ha. Rồi, đo như cũ đi. Rồi, ampe đó nè, nổ garanti nó đã lên được một chấm mấy rồi các bạn, các bạn thấy không. Rồi bây giờ anh nhích ga nhẹ đi, anh nhích ga nhẹ đi.
đó nhích ga nó lên 1.8 tới gần 2.5 ampe luôn không, gần 2 ampe. Ok rồi, giờ anh tắt máy đi, tắt chìa khóa nè, dòng rò gì không, bật chìa khóa có dòng rò âm rồi, không đề nha, đề đứt cầu chì, đạp máy, đạp nhẹ cái đang âm 0.42 ha, rồi đạp nhẹ cái nè, nổ máy lên lại 1 ampe máy nè, có nghĩa là sạc này tốt nha các bạn. Ok, còn một bước nữa để kiểm tra cục sạc luôn là kiểm tra tín hiệu của dây vàng không được quá 15V để gây đứt bóng đèn trước. Rồi, gắn cái cục bình này vô ra, gắn vô cho nó sạc đi. Sẽ đo tại cục sạc hoặc là đo ngay mâm điện luôn. Nếu chúng ta cắm cục sạc, chúng ta có thể đo tại cục sạc và thậm chí là đo ngay mâm điện luôn. Tại vì nó chung đường dây thì chọt vô cái giắc đi, chọt vô cái dây vàng là được rồi. Dây vàng đối xứng với dây trắng chéo nè. Rồi, 20V xoay chiều, điện xoay chiều. Tại vì cái điện này là điện dòng điện xoay chiều mà, điện đèn mà. Ok, nè. Thang đo xoay chiều ha, 20V xoay chiều rồi, cắm vô dây vàng, một chân dây vàng, anh cắm đại đứng yên đó luôn, rồi ok, rồi một chân vô mát, một chân vô mát đi, đây mình nhìn nha, rồi anh đề đi, được rồi, ok, rồi đề đi, rồi bây giờ anh lên ga lớn, lên mạnh đi. Mấy thôi, rồi cái này là mình đo tại sạc ha, bây giờ mình đo tại mâm luôn nè, cho anh em coi là khi mình tháo cái giắc này ra mình đo nguồn là mình lên tới cả 100V luôn đó anh em. Bây giờ mình phải chỉnh lên 200 nè, thì mình đo nguồn mình lên 200 rồi. Ok, anh đo cái dây vàng, cái dây đen ở giữa, đúng rồi. Rồi các bạn nhìn nè, guarantee là đã 14V4 rồi ha, anh lên ga, anh để nguyên đó. Anh dịnh hai tay cứng lên. Rồi. Ok, được. Rồi anh lên ga. Lên. Đó. Nào, rồi. Đối với cái nguồn sạc 2 dây lên có tiếp mát này nè, nó chỉ khoảng 60V là maximum, nhưng mà đối với cầu 1 pha hoặc là cầu 3 pha là nó cả 100V nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái giắc này lại. Rồi lấy cái lò xo ghim á, ghim vô cái chân màu vàng và lấy mắt sườn ghim vô chân vàng, một cái lò xo ghim vô một cái lò xo vô cái chân vàng. Rồi ok, đúng rồi, ghim vậy đó. Rồi một cái mình ghim vô mắt sườn, cái quay đâu. Rồi một cái, đúng rồi, một cái vô mắt sườn, chiều nào cũng được, xây chiều mà. Đó bây giờ nó đang đây, chân vàng chưa ăn nha. Chân vàng chưa ăn điện đó, cắm cho nó ăn điện chắc chưa, chưa ăn nó phải lên điện à. Đó 12V. Ok rồi, bây giờ kẹp bóng đèn thử đi, người mình đang yếu á, mình làm cái ngày mà đó, người đang yếu nó sẽ bị giật á, điện xoay chiều mà, xoay chiều là nó giật, cứ kẹp vô đi, không sao đâu, garanti nó không giật đâu, garanti điện nó nhẹ lắm, điện áp nó nhẹ lắm. Rồi, đâu giắc vàng đâu. Rồi người mình tiếp xúc mát tốt rồi, rồi ok. Rồi vô máy đi. Nè đèn sáng nè, lên ra. Các bạn thấy không? Không hề đứt bóng đèn ha. Không hề đứt bóng đèn, mặc dù bóng đèn này bóng đèn xi nhan thôi đó, là nguồn điện ổn áp tốt. Rồi, đây nè mình thử đèn trước cho bạn coi nè. Ok nha, vậy là coi như là nguồn điện sạc tốt và đèn tốt. Bảo ơi. Rồi. Đó, đề nó hơi yếu tại vì cái bình này nó đã vừa mới có điện á, chứ hồi nãy là đề cũng không có, mình mới nổ máy mình test mình kiểm tra đó. Mình thấy cái ban này cho nên mình quay lại cho anh em coi ha. Thì bây giờ mình sẽ đúc đồng hồ VOM vô mình đo volt như bình thường cho các bạn coi. Và mình sẽ nói cho các bạn coi là cái sự quan trọng của cách sử dụng đồng hồ. Đây. Rồi. Đồng hồ VOM mình đang đo được là 12V17, tắt máy đi ạ.
các bạn nhớ là đo ở bình ắc quy là đo điện một chiều, còn nếu đo ở vô lăng là điện xoay chiều. Hiện tại mình tắt chìa khóa là nó lên 12V27 ha, mở khóa lại. Rồi, nó đang bị tụt điện xuống lý do là có sáng hệ thống đèn đồng hồ, tại vì trên Exciter 135 là nó sử dụng cái đèn đồng hồ ha, là mình bật khóa lên là nó tiêu thụ điện. Rồi bây giờ mình sẽ đề. Đó, khi đề điện nó tụt xuống và sau đó nó đi lên lại, lên ga. Nếu như chúng ta sạc bình ắc quy, chúng ta cắm, chúng ta đo, chúng ta lên ga mà điện này nó lên không quá 15V, không bị phù bình, khoảng 13V mấy thì chúng ta kết luận là nó có sạc, đúng không các bạn? Nhưng ở trường hợp này thì mình sẽ đề cho nổ máy xe. Rồi, khi xe nổ máy mình sẽ đo điện áp từ mâm cấp lên. Đo dây đen với dây vàng. Dây đen với dây vàng. Cho ra điện áp dây đen với dây vàng là ra 13.4. Rồi ok. Anh đo qua cái dây đen với dây trắng. Có đèn khó nhìn thật. Đo dây đen với dây trắng. Rồi dây đen với dây trắng là ra 18.9, các bạn thấy không? Dây đen với dây trắng có nghĩa là dây cuối cuộn với đầu cuộn nó sẽ ra điện áp khoảng 19V. Rồi đo lại dây vàng đi. Dây vàng nó sẽ ra điện áp là 13-14V. Đó các bạn thấy không? Vậy có nghĩa là dây trắng là cuối cùng các bạn ha. Vậy là điện áp tốt. Bây giờ mình sẽ thử qua bóng đèn cho các bạn coi độ sáng. Bóng đèn nè, đây mình có chế bóng đèn ha. Rồi. Ok. Một cái đầu kia kẹp vô mắt. Rồi. Thử vàng trước. Đó các bạn quan sát độ sáng nha, rồi chuyển qua trắng. Các bạn thấy không? Qua dây trắng thì nó sẽ sáng hơn, rồi quay lại dây vàng. Các bạn thấy không? Dây vàng nó mờ hơn. Rồi vậy thì xác định là nguồn sạc này tốt các bạn. Nguồn một cái vấn đề khi mà chúng ta tuân thủ cái nguyên tắc xác định nguồn sạc á, thì khi có vấn đề thì chúng ta sẽ kiểm tra bình ắc quy trước, có nghĩa là kiểm tra cuối nguồn, chúng ta đi lên ngược nguồn, kiểm tra bình ắc quy trước xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra tín hiệu cục sạc. Thì khi chúng ta đo thông mạch cái đường dây ở giắc sạc này nè, xuống tới cái giắc này nè các bạn, giắc này nè, thì tất cả đều thông mạch, phải không? Dây vàng, dây trắng hay còn gọi dây hồng đó, dây trắng hồng gì nó cũng là nó đó. Đó, dây vàng, dây trắng với dây đen thì chúng ta đo chúng ta thấy cái sự thông mạch hết. Nhưng mà do một cái sơ suất nhỏ là chúng ta chỉ có không có để ý cái vị trí của cái phần giắc bên này đó. Thì chúng ta tới khi chúng ta đo thông mạch đường dây này, ok, chúng ta dẹp qua hàng bên, đúng không? Chúng ta dẹp qua hàng bên là coi như xong rồi. Bắt đầu chúng ta đo tín hiệu nguồn thì cũng căn cứ vào cái màu từ dưới mâm lên nè. Cái dây này rõ ràng là dây điện zin, đúng không? Đâu có cắt ở đâu. Thì căn cứ cái màu dưới mâm lên cái chúng ta đo. Nhưng mà chúng ta quên là cái vị trí của nó đó là nó đã bị cắm sai rồi đó. Thì cái này vị trí này là mình đã cắm đúng lại nè. Vị trí mình đã cắm đúng chứ ban đầu là vị trí dây vàng nó nằm giữa, dây đen nó nằm bìa đó. Các bạn coi cái phần nãy mình quay đó là dây vàng nằm giữa, dây đen nằm bìa. Là lý do tại sao mà cái người thợ cũ á, người ta lại đưa cái dây vàng vô giữa mà dây đen nằm bìa. Tại vì á, theo nguyên tắc khi mà chúng ta đấu cái sạc một cầu sạc mà của Attila đó, thì yêu cầu là các bạn phải có đầu cuộn và cuối cuộn. Vậy thì cái giữa cuộn là cái dây thừa chúng ta phải bỏ đi, nhưng do cái đầu cuộn và cuối cuộn á, theo cái bố trí thì trong cái bó dây này nè, thì nó lại cái đầu cuộn với cuối cuộn nó nằm sát nhau đó. Thì người ta sợ là nó bị nóng đường dây rồi nó chặt nó dính này, thì người ta mới làm một cái việc tốt là người ta đưa cái dây đen là dây ở đầu cuộn qua bên dây vàng để tách biệt dây đen và dây trắng này ra, tách hàng này rộng ra, thì cái dây vàng vô giữa thì nó sẽ đỡ nóng tải đường dây này nọ vân vân. Thì có nhiều cái lý do người ta sẽ đưa ra vị trí đó, rồi sau đó người ta mới nối cái dây đen này nè vô một cái dây vàng của cục sạc Attila đó, rồi cái dây trắng này cũng vô một cái dây hồng của cục sạc AT, cái cục sạc hư, cục sạc dây nối đây đây nè. Đó, thì cái cục sạc này nè, người ta sẽ nối một cái dây ha. Đây các bạn nhìn ha, hai cái dây vàng nè. Dây vàng thứ nhất người ta nối tải lớn nè. Đó, cái này dây hồng nè, cái này dây vàng nè, đúng không? Thì một cái dây vàng này người ta sẽ nối vô cái dây vàng, còn cái dây hồng người ta sẽ nối vô đây. Rồi người ta lấy điện từ đây và người ta không cắm cái giắc này vào nha. Tại vì khi mà đấu sạc AT thì người ta sẽ bỏ cái cục sạc zin này, người ta giục cục sạc zin này đi. Thì từ đây thôi, rồi xong rồi.
thì do cái cục sạc lô á, nó chạy nó bị quá tải hay sao đó, hay là nó do cái thiết kế kỹ thuật cái cục sạc này nè, nó bị chắc là bị tào lao hay gì đó, thì nó mới làm cháy nóng cái đường dây lên ha, nó mới có vấn đề. Vậy thì á, cái người thợ thứ hai người ta lại không để ý cái chuyện đó, người ta mở ra người ta chỉ việc người ta rõ ràng băng keo đen người ta không tháo, và cái phần mà dây á, cái phần dây mà nối nè, các bạn nhìn kỹ nè, à đây lột miếng băng keo ra, cái phần nối á, à, để mình nói tiếp luôn trong lúc vừa lột, thì cái phần nối này nè vẫn còn cái dây cũ, người ta chỉ có lấy cái kéo người ta cắt ra đây, và sau đó người ta đo cái nguồn, người ta thấy ok cái nguồn này còn xài được chưa chết, người ta lại vội vàng người ta rút cái dắt này ra, người ta cắm vô. Và khi người ta cắm vô á thì người ta dễ hiểu là tại sao nó sơ suất xảy ra. Cái dắt này người ta cũng đã cắm vô rồi, tại vì hồi nãy người ta xác định thông mạch rồi, thì người ta lên đây người ta đo ắc quy, ta đo ắc quy ta thấy điện nó có nhảy lên, về hiệu điện thế nó có nhảy lên, và người ta mở công tắc đèn thì sáng đèn, có nghĩa người ta nghĩ đơn giản người ta đấu đúng, người ta đấu đúng, thì người ta bỏ qua cái bước gọi là đo ampe. Tại vì mình thấy đa phần thợ sửa xe ở ngoài á, họ chỉ kẹp với đây đo nè, thấy 12V dặn ra cái nó chạy lên là ok xe này có sạc rồi, chứ họ không hề đo ampe, đo dòng rò, thì cái đó là cái sơ sót. Mà theo quy định á thì cái ampe khi chúng ta mở khóa lên có thiết bị điện hoạt động thì nó sẽ có chỉ số điện bị tụt xuống, có nghĩa là giá trị âm, sau đó chúng ta nổ máy thì chắc chắn nó phải về không, và nếu mà sạc ổn định trong tài liệu mình ghi rất là rõ là phải đạt cái ngưỡng 1A, thì cái sạc bèo lắm thì phải được 1A dương nạp vô để đảm bảo duy trì nguồn điện trong ắc quy. Tại vì nếu mà cái bình ắc quy mình càng yếu thì cái ampe nó sẽ càng cao do cái dòng nó nạp vô nhiều, và khi cái bình mình mạnh lên rồi thì những cái tiết chế chỉnh lưu trong cái cục sạc nó sẽ giảm dòng lại, và nó chỉ duy trì ở trạng thái khoảng hơn 1A một xíu thôi. Đó thì guarantee chắc chắn là nó phải có giá trị dương, và lên ga thì nó phải đạt 1A, còn nếu không đạt 1A là cái sạc đó yếu. Thì anh em mình lại bỏ qua cái vụ mà đo ampe, mình chỉ sắn vô mình đo volt thôi. Thì đó là trường hợp mà sơ suất xảy ra trên cái xe này. Thì cái mức độ nguy hiểm á, mình xin khẳng định lại về cái vấn đề mà chúng ta khi câu cái sạc này nè, chạy lâu lâu nó bị tắt máy mặc dù đo bình vẫn còn. Thật ra là gì nè, nạp điện vô ắc quy thì nó có, nhưng mà ở guarantee nó nạp yếu, phải lên ga thiệt là mạnh nó mới nạp điện vô. Còn cái vấn đề mà tại sao nó bị tắt máy thì nó liên quan tới CDI, đánh lửa kỹ thuật số, là khi mà chúng ta đưa cái dây vàng này thành dây đen và dây đen thành dây vàng, thì có nghĩa là chúng ta đang lấy cái tín hiệu lửa chúng ta đưa vào mát, chập vào mát, và chúng ta lấy tín hiệu mát đưa vào cái dây vàng, thì dây vàng nó phải sẽ đi vô cục sạc, đúng không? Dây vàng sẽ đi vô cục sạc và đi lên công tắc đèn, thì như vậy nó sẽ cấp mát cho cục sạc và cấp mát cho công tắc đèn. Còn cái dây đèn nó sẽ đi vào cái dây đen, thì lúc mà nổ guarantee á, giá trị của cái thằng dây đen này nè, là của thằng dây vàng này nè, nó bị chập mát cho nên giá trị nó cực kỳ nhỏ, nó không tác động nhiều tới điện cực bình ắc quy ha, nó không tác động nhiều với hệ thống điện trên xe. Nhưng khi chúng ta lên ga lớn á thì nó vượt qua được ngưỡng chạm mát này, cái điều đó chứng minh là hồi nãy mình đã lên ga lớn á thì vẫn có tín hiệu nạp vô bình ắc quy, vẫn có điện thế thay đổi, là do cái dây trắng này nó thắng được cái sự chạm mát trên cái dây vàng, thì lúc đó nó có một cái sự nạp điện nhẹ vô bình ắc quy. Nhưng lúc đó giá trị điện trên dây vàng này nó đã lớn rồi, ngoài cái việc chạm mát thì nó sẽ làm ắc quy này bị phân cực nè, ắc quy này bị phân cực đảo cực. Lý do là ở dây đen này đúng ra giá trị nó là bằng không, mà bây giờ nó lại có một cái dòng điện rồi nó cứ vô đây nhẹ, giống như chúng ta sạc ắc quy và chúng ta cắm lộn cực, cái một lát nữa cái bình này sẽ bị đảo cực. Nhưng mà do là cái điện dương ở cái cực dương này nó lớn hơn nè, cho nên nó không xảy ra hiện tượng đảo cực ắc quy. Nhưng cái việc này nó sẽ làm ảnh hưởng xấu tới những cái thiết bị linh kiện điện tử như chớp xi nhan nè, cục sạc cũng bị nè, rồi đặc biệt nghiêm trọng là con IC. Nếu như duy trì trường hợp này, và cái nghiêm trọng lớn nhất là cái cuồng điện nó sẽ bị cháy chắc chắn một điều đó, tại vì bản thân sinh ra dòng điện này mà cứ bị chập vô mát hoài thì cuồng điện nó sẽ nóng lên và nó cháy ha. Thì cái đó là một số cái lưu ý mà chúng ta cần phải hiểu sau khi nhìn cái sơ đồ lý thuyết. Có nghĩa bản thân cái dây vàng này nó đang bị chập mát, nếu như giá trị điện nhỏ là nó về không, nhưng nếu giá trị trên dây vàng này nó lớn một chút thì nó sẽ có sự rò rỉ điện cực qua bên cái hệ thống mát, và như vậy nó làm phân cực bình ắc quy và ảnh hưởng rất là nhiều thiết bị điện tử trên xe ha. Và đặc biệt cái điều này trên xe này nó đỡ nguy hiểm là tại vì nó là vẫn xài bình xăng cơ chứ không phải phun xăng điện tử, chỉ có con CDI đánh lửa kỹ thuật số thôi là hơi nguy hiểm, thì anh em mình phải lưu ý cái chuyện này nha. Mình cũng lưu ý anh em luôn, đây là nguồn điện xoay chiều ha, nguồn điện xoay chiều, và khả năng của nó ở cái cầu một pha thì có thể nó lên tới 60-70V thôi, nhưng mà nếu ở cầu ba pha, ví dụ như những đời Attila xài cầu ba pha và SH 150 đó, những cái xe mà xài cầu ba pha đó thì có khả năng nó lên tới cả 100V.
Cho nên khi anh em đo, tại sao trong tài liệu người ta lại hướng dẫn là lúc nổ guarantee nó sẽ từ 8 cho tới 25 V. Nhưng mà người ta không nói là lên cao nhất nó là bao nhiêu, tại vì thật ra cái đo mà đo cái xe chiều này nè, khi mà chúng ta lên cao nhất, nếu mà chúng ta chạm tay á, tay của mình đụng cái điện cực dương á, mình không có chạm mát á, thì có khả năng mình sẽ bị giật. Và giật thì cũng không có mạnh lắm, giống như cũng bị giật buri, nhưng mà nó cũng nguy hiểm ha. Nó sẽ làm mình giật mình hết hồn rồi rớt đồng hồ, hư đồng hồ này nọ vân vân. Cho nên giờ mình sẽ đo cho các bạn coi là nếu như mà trường hợp lên ga lớn hết cỡ thì cái mâm điện exciter này nó có thể sinh ra bao nhiêu điện trên dây vàng và dây trắng cho các bạn coi thực tế luôn. Bây giờ mình sẽ cắm hai que đo vô đây, mình để thang đo là 200 V xe chiều ha. Mình sẽ lên ga lớn cho các bạn coi nó sẽ đạt ngưỡng nào, để ra một cái kết luận cho các bạn, để các bạn biết nè. Bây giờ mình đang cắm là dây vàng với dây đen anh em, hai cái dắt cắm đang là dắt giữa và dắt bìa ha, vàng với đen. Thì khi mình đề máy ra đăng ti á, chưa ăn điện. Cái này mình đã tháo sạc ra nha anh em, có nghĩa mình đã tháo cái dắt sạc nè, dắt bó điện sườn ra nè, mình chỉ đo trực tiếp mâm sản xuất ra điện thôi. Rồi giờ mình sẽ đo nó coi đồng hồ sẽ hết pin này quá. Rồi ok, guarantee nó đang sinh ra là 13 V, đúng không anh em? 13 V nè, mình lên ga lớn nè, đừng có chạm vô que nha, đừng chạm que nha, lên ga lớn nè. Ồ, ở đây mình để 20 V nè, nó quá, xin lỗi mình để lộn luôn. Rồi 13 V nè. Cái nguồn sạc này nó lên được tới 90 V ở dây vàng. Rồi qua dây trắng, qua dây trắng thì chúng ta đo nổ guarantee chắc chắn nó phải lớn hơn dây vàng, tại vì nó là dây cuối cùng. Hồi nãy là dây vàng mắc của nó là lên tới 90 V ha, cao nhất của nó là 90 V. Ok nè, guarantee các bạn thấy 18 V mấy, 19 V ha. Giờ mình lên ga lớn nè, hơn 100 V, đã 110 mấy V, các bạn thấy không, rất là mạnh. Thì điều này chứng tỏ cái gì? Thật ra như vậy nè, cái dây vàng này bản thân mình gọi nó là dây giữa cuộn, nhưng nó vẫn nằm trên cái hệ thống cuộn dây. Thì khi mà nổ guarantee á, thì chắc chắn là do cái giá trị điện trở của nó thấp, thì nó sẽ làm cho cái dòng điện đi qua nó thấp, cái dòng điện đi qua nó được dòng điện mà phóng qua nó đó là sẽ nhỏ. Thì khi vậy á, cái dây cuối cuộn nó sẽ lớn hơn, thì chúng ta dễ nhìn thấy ở guarantee. Nhưng mà nếu lên ga lớn á, thì tất cả cái này nó nằm trong một cái cuộn dây, thì nếu chúng ta đo mà chuẩn lắm á, thì chúng ta mới thấy được cái sự chênh lệch giữa 90 mấy V với 110 V. Thì nó cũng không có chênh lệch nhiều, nó cũng có sự chênh lệch phân định giữa cái dây giữa và dây cuối đó. Thì anh em mình á, không nên mạo hiểm là đo lúc nó lên ga cao, thì bị điện 110 xe chiều là giật được rồi, điện 110 xe chiều giật được. Không cần biết ampe cao hay ampe thấp vẫn giật được bình thường nha, 110 V là giật tốt luôn rồi đó. Thì anh em mình cần phải lưu ý cái sự nguy hiểm này, chỉ đo khi nổ guarantee là biết được cái nguồn nó rồi. Còn khi chúng ta cắm vào sạc thì chúng ta đo ampe thì nó sẽ ra giá trị điện lúc mà chúng ta lên ga lớn thôi, chứ không cần mạo hiểm đo vô đây lúc mà chúng ta lên ga lớn, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm á. Chân dẫn đến cháy dây điện là lý do nè, cục sạc này là cục sạc lô các bạn, cục sạc này là cục sạc lô. Cho nên vì cục sạc lô nó mới dẫn tới cái hiện tượng cháy dây điện. Mình đã nói trong clip Attila với anh em rồi, khi mà lên sạc AT cho khách á, chúng ta vui lòng lựa chọn những cái cục sạc zin như vậy nè, đó, cục sạc zin nè, thì chúng ta lên nó sẽ đảm bảo an toàn. Còn do cái người này lên đi mua cục sạc rẻ tiền gắn vào, cho nên mới cháy cái đường dây điện ha. Cháy đường dây điện dẫn tới tình trạng là phải trả về sạc zin. Nhưng mà do cái anh thợ này cũng hơi ẩu, là anh chích dắt dây anh làm, sau đó anh cắm lộn vị trí, và khi anh ghim do anh thử vẫn lo là do lên sạc, đo lên sạc rồi cái anh thử bóng đèn vẫn sáng đèn, thì anh nghĩ là mình làm đúng. Thành ra là vì cái điều đó mà anh để là cái sai lầm là cái xe này chạy xíu là cái điện sạc không đủ. Chạy ga lớn thì nó có sạc vô, nhưng mà chạy ga nhỏ là nó không sạc. Rồi á, xài thiết bị điện thì chạy một hồi là cái bình ắc quy nãy tuột điện là xe lại không có điện bình, là không nổ máy ha. Thì các bạn lưu ý cái điều đó nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kết cái video này lại ở tại đây. Thì nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ like và subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ Motorcycle TV bằng việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video clip tiếp theo. Mình có cập nhật cái link Facebook ở dưới lucio.nguyen.31. Anh em nào gặp cái ban xe cổ khó có thể nhắn tin cho mình, nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời lại cho anh em.